Hôm nay tôi xin giới thiệu với học viên dự có nguyện vọng mà dự thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Quyết định 51 của Bộ Nội vụ ban hành ngày 20 tháng 1 năm 2021 thì chúng ta biết rằng kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức phải thi đồng hai vòng. Vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy tính thì các môn thi môn kiến thức chung và môn tiếng Anh và môn tin học. Vòng 2 là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Như vậy tại cái vòng 1 này theo quyết định 51 cái số lượng câu hỏi à, đối với môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học à, đối với việc thi từ nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên và chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp thì số lượng câu hỏi à, tối thiểu ở à, trong cái ngân hàng câu hỏi thi để tổ chức kỳ thi phải có môn kiến thức chung là tối thiểu 1.000 câu, môn tiếng Anh 500 câu, môn tin, môn tin học à, 500 câu. Còn riêng À, thi từ à, từ ngạch à, chuyên viên lên chuyên viên chính thì môn kiến thức chung số lượng câu hỏi phải 2.000 câu à, tiếng Anh 500 câu à, tin học 500 câu như vậy chỉ riêng từ chuyên viên lên chuyên viên chính thì số lượng môn kiến thức chung phải tăng lên 2.000 câu còn lại à, các ngạch khác à, chỉ có 1.000 câu đấy thế này thì cái số lượng câu hỏi rất lớn à, để kỳ thi rất khách quan à, và phải học à, nghiêm túc cạnh tranh nhau kiến thức chúng ta mới qua được cái vòng 1 vòng 1 có một môn bị rớt là không có cơ hội thi vòng 2 như vậy môn kiến thức chung à, đề thi là 60 câu 60 phút chúng ta phải làm được ít nhất 30 câu trở lên mới qua được cái vòng 1 môn kính, môn ngoại ngữ thì thí dụ như môn tiếng Anh là phải 30 câu 30 phút chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên môn tin học phải thi chúng ta phải à, làm được tối thiểu 15 câu trở lên trên 30 câu thì chúng mới cũng mới qua được cái vòng 1 để cơ cơ hội thi vòng 2 như vậy cái số lượng câu hỏi à, phải ôn tập rất à, rất nhiều à, chúng ta phải chú ý à, chúng ta phải chuẩn bị kiến thức thật tốt à, để chúng ta à, qua được cái vòng 1 à, đối với viên chức à, thì cũng tương tự như vậy đối với viên chức thì về vòng 1 à, thi từ chức danh nghề nghiệp à, à, viên chức hạng à, hạng à, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng năm lên hạng 4 hạng 4 lên hạng 3 hạng 3 lên hạng 2 hạng 2 lên hạng 1 thì đối với à, từ à, chức danh nghề nghiệp hạng 5 à, lên hạng 4 Và từ chức danh nghề nghiệp hạng 4 lên hạng 3 Thì số lượng câu hỏi à, môn kích thức chung cũng phải tối thiểu là 1.000 câu Môn tiếng Anh 500 câu, môn tin 500 câu Còn riêng từ chức danh nghề nghiệp viên chức hạng 3 lên hạng 2 Thì môn kích thức chung 2.000 câu à, Môn tiếng Anh 500 câu, môn tin 500 câu Nó hoàn toàn tương tự như đến, à, bên à, nâng ngạch công chức Đấy, thế thì để hỗ trợ cho học viên à, ôn tập à, thi nâng ngạch công chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức à, thì trên phần mềm à, trên cái phần mềm hình thức trách nhiệm chấm viên à, à, của thầy giáo đây hoàn toàn đáp ứng được à, cho học viên ôn tập môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu gọi điện đến thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0912595654 hoặc số thứ hai là ba để được hỗ trợ đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa thi thử các môn kiến thức chung môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Thì phần mềm này hỗ trợ học viên ôn thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và số lượng câu hỏi còn rất là tùy theo từng 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 hạng mà chúng ta phải có ít nhất trên phần mềm thường xuyên cập nhật update những câu hỏi trắc nghiệm cho các luật thông tư nghị định mới nhất và hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên à, đồng thời là số lượng câu hỏi thì tối thiểu à, đối với từng à, công chức cũng phải trên ba câu hoàn toàn là à, nhiều hơn và đáp ứng được à, cái quyết định năm mốt à, của bộ nội vụ để chúng ta ôn tập à, các cái môn kiến thức ở vòng một sau đây tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm như sau chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc google chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại rồi chúng ta gọi cái hình thức trách nhiệm vn nếu gọi com thì sang phần mềm khác của thầy thêm chú ý chấm vn sau đó là chúng ta cần đến mục nào chúng ta kích chuột mục đó thí dụ mục số 1 là kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức này mục số hai là kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngành công chức này rồi đối với viên chức này à, ở phía dưới này viên chức giáo viên viên chức đơn vị sự nghiệp công lập đây à, mỗi một mục có tới vài ngàn câu hỏi hoàn toàn đáp ứng được à, nhu cầu ôn tập của học viên thí dụ mục hai chúng ta kích chuột vào À, thì ngày công chức chúng ta nhập ký danh và mật khẩu thì mật khẩu không dùng chung được à, giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một thí sinh là một số bao danh một mật khẩu của thí sinh nào thí sinh đăng nhập nếu cho bạn thì bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm các em không đăng nhập được nữa à, vì thế các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, khi các em có mật khẩu à, sau đó là chúng ta chọn là login để đăng nhập vào phần mềm và lưu ý tại một thời điểm chúng ta chỉ đăng nhập được trên một thiết bị À, chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm trên thiết bị này chúng ta mới đăng nhập trên thiết bị khác được và tại một thời điểm chỉ đăng nhập được học trên một môn thí dụ chúng ta đang học môn tiếng anh chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm Thì chúng ta học môn kiến thức chung được à, sau chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, sau đó chúng ta dành ít phút để đọc cái hướng dẫn sử dụng ở trên phần mềm này đó. đây là một danh mục khá đầy đủ đây à, không có nơi nào đầy đủ như phần mềm của thầy quang phải có vài nghìn câu hỏi à, trên hai nghìn à, câu hỏi trắc nghiệm À, rất là đáp ứng được nhu cầu à, theo cái quyết định 51 à, chúng ta kéo phía dưới thì ban đầu à, chúng ta tìm đến cái file à, lý thuyết luật thông tư nghị định thí dụ như chúng ta tìm đến cái thông tư 02 à, quy định về chức danh nghề nghiệp rồi à, của ngạch, các ngạch công chức đây chúng ta kích chuột mục à, 46 này thông tư 02 Thế sau đó là chúng ta muốn in ra giấy thì chúng ta kích chuột máy in chúng ta tải xuống thì chúng ta kích chuột vào à, nó tải xuống in ra giấy thì chúng ta xem trên giấy còn nếu chúng ta kích chuột vào nốt tải xuống này chúng ta lưu trên máy như vậy trên máy tính chúng ta đã có một cái file lưu chỉ lưu một lần thôi chúng ta quay quay lui để chúng ta tìm câu hỏi để học để chúng ta kéo lên phía trên này chúng ta tìm câu hỏi để học thì cái file chúng ta chỉ làm một lần thôi đây ví dụ chúng ta kích chuột vào mục 61 này câu hỏi trắc nghiệm cho thông tư 02 à, chúng ta kích chuột vào cái sau đó chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta thực hiện đề thi chúng ta chọn start và bắt đầu thì quá trình thi thử thì được phép chọn trong bốn phương án a b c d chúng ta chọn c sau chúng ta còn thời gian chúng ta có thể kích chuột chọn a hết thời gian thì không làm được phần mềm nó tự chấm dứt và nó báo cho chúng ta số câu trả lời đúng Đó, để chúng ta nỗ lực cố gắng hoặc là muốn muốn nộp bài sớm kỳ thi chính thức diễn ra cũng vậy thôi chúng ta nộp bài sớm chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình này bây giờ đang học thì chúng ta cứ chọn finish trước đi finish À, để chúng ta hoàn thành đi. Chúng ta kéo xuống phía dưới Chúng ta tìm cái thực đơn nộp bài Nộp bài và kết thúc Để chúng ta xem phần mềm nó hướng dẫn cho chúng ta học à, Thông qua học câu hỏi trắc nghiệm Để chúng ta giải quyết câu hỏi này Để căn cứ vào lý thuyết là căn cứ điều mấy Luật mấy, thông tư, nghị định bao nhiêu Để giải quyết cái câu đó Đó, đó là một tình huống đặt ra Thì chúng ta kích chuột vào ô uh, uh, 30 Ví dụ đây đây là một câu hỏi là tình huống đặt ra này À, theo thông tư 02 cái chữ in nghiêng này à, đó là cái 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 giả thiết cho nó chính xác thôi xác định phương án đúng về ngạch công chức chuyên ngành hành chính đó, xác định phương án đúng à, thì phương án a là à, chuyên viên cao cấp này chuyên viên chính này chuyên viên này, cán sự này nhân viên này thì ở đây có năm giá trị à, chúng ta để ý đây là một phương án có năm giá trị thì năm giá trị đều đúng thì gọi là phương án đúng để có ít nhất một giá trị sai nó gọi là phương án sai à, thế thì phương án b chuyên viên cao cấp này chuyên viên chính này chuyên viên nhân viên này phương án c chuyên viên cao cấp chuyên viên chính này chuyên viên trung cấp này nhân viên này phương án d chuyên viên cao cấp chuyên viên chính chuyên viên đó. thế thì chúng ta để ý cái cách làm bài thì ở đây là căn cứ điều 3. thì chúng ta mở cái điều ba lên đó. như vậy chúng ta đã có một file rồi chúng ta kích chuột chúng ta mở cái file này lên là chúng ta tìm đến điều ba à chúng ta tìm đến điều ba kéo lên phía trên đó đây đây chính là cái thông tư 02. À, chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta tìm đến điều ba đây này à, chức danh nghề à, chức danh mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư tại cái khoản 1 là à, các ngạch công chức chuyên ngành hành chính thì gồm có chuyên viên cao cấp này chuyên viên chính này chuyên viên này à, cán sự này nhân viên này như vậy là à, có 5 ngạch à, công chức chuyên ngành hành chính. Thế còn đối với chuyên ngành văn thư thì có ba ba ngành văn thư viên chính này văn thư viên văn thư viên trung cấp đó thì như vậy trên này là có năm à, chúng ta để ý là à, nhân viên rồi lên cán sự rồi lên chuyên viên lên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp đó, như vậy có năm à, năm ngành thì căn cứ vào đây thì cả, cả một phương án ở đây là xếp theo cột thế còn à, thầy hỏi thầy để xếp theo hàng à, theo hàng thì có năm giá trị đều phải đúng hết thì gọi là phương án đúng đó, chúng ta để ý thế thế thì chúng ta duyệt này à, À, khi kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta thảo rồi chúng ta đánh và phát ra ngay thôi còn đang học của chúng ta cứ phải duyệt à, phương án a chuyên viên cao cấp thì có này chuyên viên chính thì đúng này à, chuyên viên là đúng này cán sự đúng này nhân viên đúng này như vậy phương án a cả năm giá trị đều đúng cho nên chính là phương án đúng này phương án b chuyên viên cao cấp thì có này chuyên viên chính thì có này chuyên viên thì có này nhân viên thì có này như vậy phương án b lại nằm trong phương án a cho nên phương án b các giá trị đều đúng nhưng mà phương án A lại bao trùm phương án B à, như vậy chúng ta phải chọn phương án nào đúng hơn thì phương án A sẽ đúng hơn vì nếu chọn A thì nó bao trùm cả B đấy, nó đúng cả B cho nên chúng ta chọn phương án A thì nó chứa cả phương án B luôn đấy B cũng đúng tại vì các giá trị đều đúng mà phương án C này chuyên viên cao cấp này chuyên viên chính đều đúng này chuyên viên trung cấp thì không đúng này nhân viên thì đúng này như vậy phương án C có có một ít nhất một giá trị ngành công chức không đúng đó là chuyên viên trung cấp cho nên phương án C gọi là phương án sai, à, phương án D là chuyên viên cao cấp này, chuyên viên chính này, à, chuyên viên này, phương án phương án D thì tất cả các giá trị đều đúng vì có 3 giá trị thôi, thì phương án D lại cũng nằm trong phương án A, cho nên chúng ta A cũng đúng, B cũng đúng và C, D cũng đúng, nhưng phương án A là đúng hơn cả à, cái trắc nghiệm bốn lựa chọn mà phương án nào đúng hơn cả à, thì chúng ta phải chọn à, B cũng đúng và A cũng đúng và D cũng đúng. Cho nên chúng ta chọn A Nó bao trùm cả phương án B Nó bao trùm cả phương án D Tức là mọi giá trị của phương án D Đều nằm trong phương án A này, này. Mọi giá trị của phương án B Đều nằm trong phương án A Chỉ riêng có phương án C là sai Vì có một giá trị sai Đây là cái phương pháp làm bài Các em thấy tuyệt vời không? Phải thông qua câu hỏi trắc nghiệm Để giải quyết câu hỏi này như thế nào Thì chúng ta phải căn cứ vào à, điều 3 Đấy chúng ta mở điều 3 lên Vừa học câu hỏi trắc nghiệm Vừa học lý thuyết là như vậy này kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm thì giáo đưa ra cái phương pháp cái cách học là như vậy học trách nhiệm mà phải thông qua câu hỏi đó tình huống thực tế đặt ra chúng ta giải quyết câu hỏi này như thế nào đấy, người ta gọi là hiểu biết chung mà. à, căn cứ vào tình hình thực tế căn cứ vào luật thông tư nghị định công chức viên chức phải vận dụng giải quyết cái tình huống đó thì căn cứ vào điều mấy khoản mấy của luật để giải ừ. quyết nó đúng thì đấy, cái cái trách nhiệm cái phương pháp làm như vậy giáo nói cái phương pháp thế còn lại học à, chạy xô đi tìm cơ hội trách nghiệm ấy bao giờ cho hết, cho học cho hết được. Học theo cái phương pháp thì nó nói ở trên à, học một là biết 10 thì kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì ta cũng làm được. À, đấy thì ta có phương pháp làm bài chúng ta hiểu được nội dung. À thế là kia trong quá trình học này, ấy, sau khi kỳ thi chính thức diễn ra mà ra đề rơi vào cái dạng này, chúng ta liếc rất nhanh để chúng ta chọn được phần án đúng luôn chứ không đến một giây. Thì muốn được như vậy chúng ta phải luyện trên phần mềm thôi đúng không rất tuyệt vời thế còn đối với cái file này chúng ta vừa học chúng ta vừa tra thì chúng ta cứ kích chuột vào cái file thế sau đó là chúng ta kích chuột dấu trừ này nó lại thu nhỏ lại chúng ta lại kích chuột lên nó lại lên à, để chúng ta đối sánh chúng ta kích chuột dấu trừ nó lại thu lại à, kích chuột vào nó trái thì nó lại bật lên kích chuột dấu trừ nó tụt xuống à đấy cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm và học lý thuyết là như vậy đấy à, em biết được cái phương pháp học em vào đây học thôi rất là thoải mái số lượng câu hỏi hoàn toàn đáp ứng được cái quyết định 51 của bộ nội vụ chúng ta kích chuột mục số 1 à, để chúng ta học tiếp các mục khác chúng ta kích chuột vào à, cái à, góc à, phải trên cùng màn hình này để xuất hiện chữ thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm à, như vậy phương pháp học là như vậy học viên có nhu cầu ôn um luyện trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa thi thử các môn kiến thức chung Môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên à, gọi điện nơi thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình: 0912 595654 66 hoặc 0943 Phần mềm hỗ trợ rất tích cực cho học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức. Các em xem video có tài hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký thì hãy chọn nút đăng ký để được cái tiện ích là xem video bài giảng theo từng mục và. À, À, có video bài giảng mới thì chúng ta sẽ nhận được sớm nhất à, có nhu học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo theo một trong hai số trên màn hình à, và cũng như à, lúc ban nãy thầy giáo đã trình bày đấy thì chúng ta cần tránh cái trường hợp à, ôn tập là chạy sâu đi tìm cơ hội trắc nghiệm thì không nên chạy sâu à, và và chỉ học lý thuyết không thôi thì khi gặp tình huống câu hỏi là à, lung tung à, cho nên phương pháp tốt nhất là đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm vn Em vừa học câu hỏi, vừa, à, vừa học lý thuyết là như vậy. Đấy. À, trong quá trình à, làm nào đã xem được video của thầy. Thì các em nghe video xong, các em gọi điện cho thầy. Thì thầy giáo sẽ gửi cho cái đường link video qua tin nhắn Zalo. Thì như vậy là các em chạm tay vào tin nhắn Zalo. Trên điện thoại là các em xem được video của thầy. Và sau đó các em có thể muốn xem trên màn hình TV. Các em mở TV lên, để các em kết nối vào màn hình TV chúng ta có thể xem được. Thầy giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em.